Trong bức thư gửi toàn bộ nhân viên Alibaba ngày hôm nay, Jack Ma có viết: "Việc chuyển giao này cho thấy Alibaba đã tiến lên một nấc thang mới về quản trị doanh nghiệp, từ một công ty dựa vào các cá nhân trở thành một công ty được xây dựng trên một hệ thống kiện toàn và văn hóa phát triển nhân tài." Daniel Zhang, 46 tuổi, gia nhập Alibaba từ năm 2007, từng là giám đốc tài chính của Taobao, chủ tịch của trang Tmall.com, nắm cương vị CEO của Alibaba kể từ năm 2013 sau một thời gian dài đảm nhận vị trí COO, giám đốc vận hành của công ty. Tổng cộng ông đã có 11 năm gắn bó với Alibaba. Vào cuối năm 2014, tên tuổi của Daniel Zhang đã thực sự gây ấn tượng với cả thế giới khi sự kiện mua sắm trực tuyến ngày độc thân được tổ chức vào ngày 11 tháng 11 do ông nghĩ ra đã mang về doanh thu kỷ lục lên tới 9 tỷ đô la Mỹ cho Alibaba, vượt qua cả doanh thu trong hai ngày Black Friday và Cyber Monday của Mỹ. Dưới sự lãnh đạo của ông, Alibaba đã đạt tốc độ tăng trưởng ổn định và chắc chắn trong suốt 13 quý liên tiếp. Ông còn được bình chọn là CEO số 1 tại Trung Quốc trong năm 2018. Jack Ma đã không ngớt lời khen ngợi. Bắt đầu quá trình chuyển giao Alibaba cho Daniel và đội ngũ của cậu ấy là một quyết định đúng đắn tại thời điểm đúng đắn. Lý do là bởi tôi biết điều đó vì đã làm việc với họ và hiểu họ đã sẵn sàng. Kể từ khi đảm nhận vị trí CEO, cậu ấy đã chứng minh được tài năng tuyệt vời, sự nhạy bén trong kinh doanh và năng lực lãnh đạo kiên quyết. Còn các nhà đầu tư vẫn đầy lạc quan khi đặt niềm tin vào Alibaba. Chiến lược chung của Alibaba, đặc biệt là chiến lược bán lẻ online to offline của tập đoàn này, sẽ tiếp tục được triển khai và không có thay đổi lớn.